xin giới thiệu với các bác là khi các bác vào cái trang YouTube mà các bạn muốn tiếp cận đến đồng chí Thao, kênh Chimcugay Hay, kênh con giống đa điểu, thì các bác vui lòng đưa con trỏ vào cái phần tìm kiếm này và các bác gõ cái cụm từ là Chimcugay Hay. Các bạn viết liền không dấu, bác enter thì các bạn sẽ thấy được cái kênh của đồng chí Thao có cái con chim bậu trên bàn có biểu tượng đăng ký rất là nổi tiếng, là nổi đầu tiên, có hình tròn và có 35.700 người đăng ký và có 2.000, thời điểm này là có 2.000 video. Hoặc là các bạn gõ tên mình là Vũ Văn Thao như này, viết có các từ cách ra không dấu, enter thì nó cũng sẽ tìm kiếm lên như này. Đấy, thì các bạn vào kênh của mình. Ví dụ như các bác có những cái chủ có cái nhu cầu gì về con chim cu gáy, con đà điểu và cây chanh tứ quý và con chuột lang thì các bạn có thể vào cái phần tìm kiếm ở trong kênh. Khi các bạn vào đây rồi thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ lên các video và nó sẽ xếp theo thứ tự gần nhất, xa nhất. Ví dụ như cái này vừa đăng 5 phút, cái này 7 phút, cái này 10 phút, cái này hôm qua, cái này hôm kia, cái này tuần trước, cái này 2 tuần trước, ví dụ thế. Thì các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm ở trong kênh này, các bạn ví dụ như là cách đà điểu, các bạn tìm kiếm cụm từ này thì nó sẽ lên những cái video. Đấy, trong danh sách nó là có những cái video đà điểu như thế nào, đấy, thuốc như thế nào, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn gõ là thuốc thì nó sẽ lên những cái video về thuốc, đấy, đấy, là thuốc luôn. Hoặc các bạn ghi là cho đà điểu lên ô tô, đấy, các bạn gõ cứ đại khái đi thì nó sẽ có những cái video hướng dẫn về cách cho đà điểu lên ô tô. Hoặc các bạn có thể là mổ đà điểu thì nó cũng sẽ ra những cái video về về mổ, đấy, đây nó sẽ lên những cái video mổ. Đà điểu. Hoặc là các bạn gõ là quy trình. Đấy. Đấy. Các bạn gõ quy trình mổ đà điểu thì nó sẽ lên cái cách mổ con đà điểu. Và đây là cái quy trình, các bạn xem luôn cái video này. Đấy, các bạn thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ khống chế con đà điểu. Đấy. Sao không được không được. Đấy, là các bạn khống chế vào đây là móc sắt vào cổng đôi một người đẩy. Đấy, sau đó các bạn là đấy, đấy cắt bỏ cái phần gõ kia. Đấy, là bắt đầu vặn lông rồi. Đây là quá trình sau khi đã thì báo cáo với các bác là bất kể những cái vấn đề, ví dụ như là các bạn bách lại, các bạn tìm kiếm ở trên cái kênh này, các bạn ghi là chanh tứ quý thì các bạn cũng gõ vào đây thì nó sẽ lên những cái bài của mình về chanh tứ quý, đấy, rất nhiều. Đấy, hoặc là các bạn gõ về chuột lang đó thì nó sẽ lên về con chuột lang đó. Rồi các bạn gõ về con giống đó. Đấy, chim cu gáy thì nó sẽ lên những cái video về con giống. Đấy, đây là cái quá trời con giống luôn. Đấy, các bạn nhìn này là chuyển giao đấy, con giống các bạn thấy là khá là nhiều luôn, khoanh đi bán cho mọi người lên xem. Đấy, thì ở những cái bài mình chia sẻ cho trên kênh của mình là đầy đủ hết. Đấy, ví dụ các bạn gõ là tài liệu nuôi đà điểu chẳng hạn, tài liệu nuôi đà điểu, đấy, nó sẽ có, đấy, đây này, nó sẽ có tài liệu đây này. Đấy, chọn bộ tài liệu chăn nuôi đà điểu đây này. Đó, thì mình bấm vào đây nó sẽ có những cái nội dung của nó. Đấy, các bạn nhìn này, tài liệu rất là rõ. đấy, rất là rõ luôn. Thì đấy, phần 5 này có đời tự chữ ký của đồng chí Thao này, các bạn nhìn cho nó rõ nhé, đọc được đấy, các bạn không phải đi photo, còn các bạn chụp hình này, các bạn xem qua Zalo. Thời buổi công nghệ ai cũng có cái điện thoại rồi, thì hy vọng rằng là cái sự chia sẻ của đồng chí Thao trên cái hướng dẫn về các bạn, hoặc là các bạn vào cái kênh Facebook của mình thì các bạn cũng gõ cái cụm từ Chimcugay Hay. Đấy, Chimcugay Hay thì các bạn nhìn thấy cái trang Facebook của mình nó có cái website, có cái logo, có cái số điện thoại và có con Chimcugay đây. Và các bạn là tìm kiếm cái Zalo của mình cũng tìm kiếm vào cái số điện thoại là 0335305982 thì nó cũng sẽ ra cái đà điểu giống Chimcugay. Đấy, tất cả những cái thông điệp này là mình công khai để cho các bạn biết. Thì các bạn có thể kết nối với Zalo, Messenger hoặc là YouTube, các bạn có thể kết nối đồng hành với mình. Đấy. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ biết về cái kênh trên YouTube cũng như kênh về trên Facebook. Các bạn vào cái kênh YouTube thì nó sẽ có cái video giới thiệu đây. Đấy. Như sao từ gái chim cu, đây là bến nước lời du của mầm vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ở giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cánh như chim đa la, trẻ han, chảo hào, chim viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì và giống thảo điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugayhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chimcugay Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Đấy, thì các bạn có thể thấy cái giới thiệu của mình, và các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký này để ủng hộ mình, hoặc là các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng chuông ở trên cái màn hình của các bạn, sẽ sớm là những người được nhận những cái thông báo video của mình. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Đấy. Đang bày cỗ rồi, đến giờ ăn cơm rồi. Ngày ngang con giống mà ngày ngang về nó không đảm bảo. Đấy, để đấy anh dán đâu, quay xe đi. Chỉ cần một nắp.